nhân cách con người là thứ mà không ai có thể xâm phạm đến. Nhưng trong cuộc sống này, những kẻ mạnh vẫn luôn chà đạp lên nhân cách và lòng tự trọng của những người yếu, làm cho họ phải tổn thương và chịu nhiều những đau khổ. Và những chuyện đó cũng đã xảy đến với tôi. Chỉ là tôi chưa muốn nói ra thôi, chỉ là tôi chọn cách im lặng thôi. Bởi vì tôi biết cuộc sống quá đau khổ rồi, cũng đành chấp nhận mà thôi. Cuộc sống rêu cay đắng lên bản thân tôi, làm thân tôi đau đớn xa rời. Nhưng giọt nước mắt tôi đã rơi cho sự đau đớn của tôi lúc này. Ai có thể hiểu được đây, sự đau khổ của tôi lúc này. Xin đừng làm tổn thương tôi, xin hãy để tôi bình yên thôi. Xin đừng gieo đau khổ lên bản thân tôi, cho tôi xin một cuộc sống bình yên thôi. Mà tại sao những người đã nhân tâm lại xem tôi như một con rối, xem tôi như một thứ trò chơi, đã dầm đạp lên nhân cách con người. Để giờ đây tôi phải hét lên cho cả thế giới biết hết mọi chuyện. Nhân cách của tôi không ai có thể dâm đạp, nhân cách của tôi không ai có thể xâm phạm, nhân cách của tôi không ai được tới, nhân cách của tôi không thể đem ra đảo bơi, nhân cách của tôi không phải là trò chơi của các người. Hãy để tôi bình yên thôi. Xin đừng gieo đau khổ lên bản thân tôi, cho tôi xin một cuộc sống bình yên thôi. Mà tại sao những người đã nhân tâm lại xem tôi như một con rối, xem tôi như một thứ trò chơi, đã dầm đạp lên nhân cách con người. Để giờ đây tôi phải hét lên cho cả thế giới biết hết mọi chuyện. Nhân cách của tôi không ai có thể dâm đạp, nhân cách của tôi không ai có thể xâm phạm, nhân cách của tôi không ai được đụng tới, nhân cách của tôi không thể đem ra đảo bơi, nhân cách của tôi không phải là trò chơi của các người. Nhân cách của tôi không ai có thể dâm đạp, nhân cách của tôi không ai có thể xâm phạm, nhân cách của tôi không ai được đụng tới, nhân cách của tôi không thể đem ra đảo bơi, nhân cách của tôi không phải là trò chơi của các người.